Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio lại lên sóng để giới thiệu đến anh em một bộ loa Mỹ 5.1 anh em nhé. Loa JBL 5.1, hàng Mỹ xịn nhá. Loa gồm có 5 loa con và một loa súc. 5 loa con và một loa súc anh em nhé. Loa khá đẹp. Đấy, loa rất là đẹp. Đấy, con súp này nhìn rất là xịn sò luôn anh em nhé. To, súp to. Và cái bộ này dùng cho anh em nghe nhạc xem phim rất là hay nhé. Thì, hiện tại em sẽ test một đoạn chất âm anh em nghe thử nhé. Bán với giá là 7,5 triệu anh em nhé, không tính âm ly nhé. Anh em lưu ý là cái con súp này là súp điện và nó là chạy điện 220 và 230. Đấy, hàng Mỹ xịn nhá, bộ này là Mỹ xịn và súp này là súp điện, nó chạy điện 220 và 230, rất là tiện để khi anh em sử dụng nhá. Còn cái âm ly này thì không tính, cái âm ly này là âm ly Technic. Anh em nào có nhu cầu liên hệ em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em.